Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 5 tháng 1, tại các xã phường Cát Sơn, Anh Sơn, Nguyên Bình và Hải Thanh, Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ. Sự hội nghị có các đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy, Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đại diện Văn phòng Thị ủy và cán bộ chủ chốt của 4 xã phường Cát Sơn, Anh Sơn, Nguyên Bình và Hải Thanh. Tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy về việc điều động chỉ định đồng chí Lê Anh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Anh Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Anh Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 để tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động chỉ định đồng chí Lê Văn Đạo thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 để tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Anh Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Huy Trọng thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Trúc Lâm nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Trúc Lâm nhiệm kỳ 2021-2026 để tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Nguyên Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn y kết quả bầu cử chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Hải Thanh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phạm Văn Châu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hải Thanh nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hải Thanh nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh, các đồng chí được điều động, chỉ định và bổ nhiệm lần này đều là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, từng trải qua các nhiệm vụ, vị trí khác nhau nên có đầy đủ các tố chất, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để đáp ứng nhu cầu công việc ở vị trí mới, môi trường công tác mới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy mong muốn các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới, nỗ lực cố gắng phát huy các kiến thức, kinh nghiệm có được, luôn là hạt nhân đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ các xã phường, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ chủ chốt, bí thư các thôn, tổ trưởng các tổ dân phố các xã phường tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, có môi trường công tác tốt nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí Lê Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Sơn, Lê Văn Đạo, Bí thư Đảng ủy xã Anh Sơn, Nguyễn Huy Trọng, Bí thư Đảng ủy phường Nguyên Bình và Phạm Văn Châu, Bí thư Đảng ủy phường Hải Thanh hứa sẽ cố gắng hết mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, luôn không ngừng học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của các thế hệ, các đồng chí lãnh đạo đi trước để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Ban Thường vụ Thị ủy và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã tin tưởng giao phó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.